nhóm kháng chiến Hồi giáo của Iraq tuyên bố, 3 vị trí của quân đội Mỹ ở Syria đã bị tấn công. Trích dẫn các nguồn tin thực địa, kênh Al-Mayadeen có trụ sở tại Liban ngày 23 tháng 10 đưa tin, tiếng nổ đã được nghe thấy tại mỏ dầu Anoma ở tỉnh Neesor, Syria. Ngoài ra, một số báo cáo cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Ansadadi ở tỉnh Hasaka và Atan, căn cứ kiên cố của Mỹ ở phía nam Syria đã nổ ra. Một nhóm tự xưng là kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ gần Anoma và Ansadadi và tấn công trực tiếp vào các căn cứ chiếm đóng của Mỹ. Tuy nhiên, những hình ảnh lưu hành cùng với tuyên bố này được cho là từ năm 2019. Quân đội Mỹ vào sáng 23 tháng 10 đã phá hủy hai máy bay không người lái tấn công gần lực lượng Mỹ và liên minh ở phía tây nam Syria trước khi chúng tiếp cận các mục tiêu, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên X. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào từ cuộc tấn công, đồng thời lưu ý rằng họ đang theo dõi thận trọng tình hình trong khu vực và sẽ thực hiện các hành động cần thiết và tương xứng để bảo vệ quân đội Mỹ. Căn cứ Antan tại Syria bị tấn công bằng máy bay không người lái, UAV, tự sát. Hai chiếc bị hạ, lực lượng Mỹ không chịu thương vong, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nói ngày 23 tháng 10, và cho biết binh sĩ Mỹ dùng hệ thống phòng thủ để hạ UAV, song không công bố thêm chi tiết. Trước đó, một nhóm tự xưng là nhóm kháng chiến Hồi giáo tại Iraq được Iran hậu thuẫn thông báo phóng UAV nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ Antan và Al-Malikiya ở Syria. Nhóm này trước đó nhận trách nhiệm trong vụ tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân tại Iraq ngày 21 tháng 10. Một số căn cứ của Mỹ tại Iraq và Syria tuần qua bị tập kích bằng rocket cùng UAV, làm vài người bị thương và gây thiệt hại vật chất. Vụ gần nhất xảy ra ngày 22 tháng 10 khi căn cứ không quân Anh Anasat ở Iraq, nơi lực lượng Mỹ và một số quốc gia đóng quân, bị nã rocket. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 22 tháng 10 bày tỏ lo ngại nguy cơ binh sĩ nước này tại Trung Đông bị tấn công gia tăng trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang giữa chiến sự Hamas-Israel. Ông Austin tuyên bố Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ binh sĩ và đảm bảo lực lượng nước này trong khu vực có thể ứng phó với mọi tình huống. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria, kiểm soát các mỏ dầu quan trọng và cửa khẩu sông Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo. Chính phủ ở Damascus đã nhiều lần cáo buộc rằng sự hiện diện của Mỹ đi ngược lại luật pháp quốc tế. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi Lầu Năm Góc triển khai thêm khí tài, binh sĩ tới Trung Đông. Ông Austin ngày 21 tháng 10 thông báo, Mỹ bố trí thêm các tổ hợp phòng thủ tên lửa tới Trung Đông, bao gồm khẩu đội hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, TSAAD và các tiểu đoàn Patriot nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực. Trước đó, Mỹ điều lực lượng phản ứng nhanh của thủy quân lục chiến với 2.000 binh sĩ cùng hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Đông Địa Trung Hải nhằm ngăn khả năng các nhóm vũ trang mở mặt trận mới nhằm vào đồng minh Israel. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cáo buộc Iran là lực lượng đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa gần đây vào các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên hôm 23 tháng 10 rằng Iran đang tích cực tạo điều kiện cho các cuộc tấn công này, đồng thời cáo buộc Iran cũng hỗ trợ lực lượng dân quân Hamas và Hezbollah trong cuộc xung đột với Israel. Ông cho biết Mỹ tin rằng các nhóm tiến hành tấn công trên được hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và chính phủ Iran, vốn cũng đang tiếp tục hỗ trợ các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah. Chúng tôi biết rằng Iran đang theo dõi chặt chẽ những sự kiện này và trong một số trường hợp, tích cực tạo điều kiện cho các cuộc tấn công và thúc đẩy những bên khác có thể muốn khai thác cuộc xung đột vì lợi ích của riêng họ hoặc vì lợi ích của Iran, theo ông Kirby. Người Hồi giáo phản đối Israel, nỗi đau của Gaza là nỗi đau của chúng tôi. Các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ đã gia tăng kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra hôm 7 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong 2 tuần qua, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu chiến khác và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Chúng tôi biết mục tiêu của Iran là duy trì mức độ phủ nhận ở chừng mực nào đó, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép họ làm điều đó. Chúng tôi cũng sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với lợi ích của chúng tôi trong khu vực xảy ra mà không bị thách thức, ông Kirby tuyên bố. Theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ, nội bộ Tehran dường như chưa có sự đồng thuận rõ ràng về cách tiếp cận đối với xung đột Hamas-Israel. Một quan chức khác cho biết, mặc dù khó có khả năng Iran sẵn sàng tham gia chiến đấu trực tiếp với Israel hoặc Mỹ, nhưng việc chỉ đạo các lực lượng ủy nhiệm tấn công tài sản của Mỹ ở Trung Đông cho phép Iran duy trì ảnh hưởng và danh tiếng của mình trong khi quản lý rủi ro leo thang. Iran chưa bình luận về những phát biểu trên. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor tại Tehran hôm 22 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói Trung Đông giống như thùng thuốc súng.
Bất kỳ tính toán sai lầm nào để tiếp tục diệt chủng và cưỡng bách di rời đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và cay đắng cả trong khu vực và cho những kẻ hiếu chiến, ông cảnh báo. Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ và Israel rằng nếu tội ác chống lại loài người không dừng lại ngay lập tức, có khả năng khu vực sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Một số dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ gia tăng kể từ khi xung đột ở Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Ngày 18 tháng 10, một UAV đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria, khiến một số người bị thương nhẹ, trong khi một chiếc khác bị bắn hạ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, nhận định, chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Bất kỳ phản ứng nào, nếu xảy ra, sẽ diễn ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn. Ông Ryder nhận định, Washington chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và UAV nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.